ừm cái này giống như là đoán đố đèn vậy những người không luyện kiếm cũng có thể xem hiểu được nhưng để hiểu được kiếm cảnh bên trong thì lại vô cùng khó khăn ha 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 nếu mà ta che mắt lại không nhìn bất cứ kiếm đồ nào trực tiếp tiến lên thì sao nam linh sa cười nói tất nhiên là có thể lên núi rồi nhưng mà ngươi có thể chống lại sự cám dỗ này sao lại nói nếu như ngươi trên đường ngộ ra được kiếm đạo thì sẽ rất có ích cho việc đề cao cảnh giới của ngươi hay 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 không giấu gì linh sa cô nương chúc minh lãng ta những thứ khác không phải là tốt nhất nhưng ngộ tính thì chắc chắn xuất sắc nhất những kiếm phổ đồ này không làm khó được ta, ha ha, ngươi không bằng ta. Ồ, vậy thì xem ai leo lên núi trước đi, ta đợi ngươi ở kiếm các. Nam linh sa tức tốc lao đi, bỏ trúc lãng đứng lặng ngây ngốc, hơ hơ, cô em vợ họa sư này cũng thật cao ngạo, mình cũng không thể nhận thua được. Sau một khoảng thời gian, bên trong núi, trúc lãng mệt mỏi ngồi nghỉ chân. Hai, vốn tưởng là rất nhanh thôi là có thể lên trên rồi, không ngờ rằng lại thật sự bị kẹt ở giữa đường, xung quanh đến một bóng người cũng không có. Trúc lãng bất ngờ giật mình, kiếm phổ đồ này quả thực có hiệu lực pháp thuật. Đến người có kiếm cảnh như mình mà chỉ cần bất cần một chút thôi là có thể bị mê hoặc ở trong đó. Hừ hừ, ngược lại cũng có chút thú vị, nếu kiếm cảnh thật sự nhờ điều này mà được đề cao thì thật không có gì tốt hơn rồi. Rốt cuộc thì sức mạnh mà kiếm tinh có thể phát huy, ngoại trừ phụ thuộc vào lực sức mạnh mà kiếm linh long có thể đánh thức, thì cũng phụ thuộc vào kiếm cảnh của ta. Bên trong không gian linh vực, dao động kiếm linh long tạo ra khiến Trúc Lãng bất ngờ, kiếm linh long có phản ứng sao? Tiếp tục leo lên trước một ngã rẽ. Tần Bạch An nói rằng, mọi con đường đều dẫn tới kiếm các. Cho nên thiên ngân kiếm phổ ở bên trên hẳn là con đường dẫn đến kiếm các, kiếm linh long không thể nào có phản ứng với bên này được, vậy thì con đường bên trái, tiếp tục đến một ngã ba, trúc lãng ngó ngang liếc dọc, hắn suy nghĩ, là để mê hoặc người ta hay là một con đường khác đây, không đúng, phản ứng của kiếm linh long không thể nào sai được, bên này nhất định có thứ gì đó. Trúc lãng bất ngờ giật mình, hắn liền chạy nhanh về phía trước, quả nhiên là con đường này, phản ứng của kiếm linh long ngày càng rõ ràng, xem ra cách nơi đó ngày càng gần rồi. Bước chân trúc lãng ngày một nhanh hơn trên những bậc thang, sau một lúc hắn bất ngờ dừng lại trước mặt trúc lãng là vô số thanh kiếm cắm trên mặt đất những thanh kiếm như một trận pháp tản tác ra luồng phong mang nhẹ nhẹ những đốm tím phát sáng bên trong chăm chú nhìn vào những thanh kiếm phát sáng trước mặt thế mà lại là diêu sơn kiếm chủng mộ phần của kiếm nhìn kỹ vào những thanh kiếm dường như linh hồn của bọn chúng lửa bốc cháy dữ dội kiếm linh long hiện ra bộc phát ngọn lửa ngọn lửa bên những thanh kiếm kia hướng đến linh long lao tới chuyện gì đang xảy ra vậy lẽ nào nơi này cũng có kiếm linh sao cẩm lý tiên sinh liền xuất hiện khiến trúc lãng giật mình Diêu Sơn Kiếm Tông và Diệu Sơn Kiếm Tông vốn là một nhà, trong một lần chia rẽ, hai bên chiến đấu với nhau, khi đó không biết bao nhiêu danh sư đã ngã xuống, cũng không biết bao nhiêu danh kiếm đã bị hư hại, Ca Chép Tiên Sinh, ngài biết những thứ này sao? Để tưởng niệm kiếm tổ của mỗi bên, nhiều năm sau, Diêu Sơn Kiếm Tông có khí kiếm lâm, Diệu Sơn Kiếm Tông có kiếm trùng linh, truyền nhân của kiếm tông có thể quên đi trận chiến chém giết đến đất trời mù mịt này, nhưng những cổ kiếm này đều vẫn nhớ rõ tất cả, ngay cả khi biển cạn núi tàn, cuối cùng vẫn không định thắng thua được sao? Ta nghe lão cha nói, Kiếm hồn chỉ có thể ở trong tình cảnh đặc biệt mới có thể thức tỉnh, kiếm linh long là toàn bộ khí kiếm lâm của Diệu Sơn Kiếm Tông, chẳng trách nó lại cộng hưởng với nơi này, phóng đại chấp niệm và ý chí của kiếm hồn, Trúc Lãng cau mày ngạc nhiên, nhìn sâu vào hẻm núi, những luồng khí tím như những ngọn lửa không ngừng bốc lên, cái gì vậy? Sau lưng Trúc Lãng, những luồng khí tím đó dường như hình thành một thân ảnh chậm chậm bước lên, ngay lập tức, những luồng khí bay vút qua mặt Trúc Lãng, sau đó huyễn hóa ra những thân ảnh đưa tay cầm những thanh kiếm trên mặt đất, ầm ầm ầm, ngọn lửa bộc phát gây chấn động cả một khoảng trời lớn. Chúc lãng trợn mắt hoảng hốt. Đây, đây là thứ gì vậy? Cẩm lý tiên sinh khoanh tay nói, đừng khoảng, chỉ là cảnh tượng giống chợ quỷ thôi. Cái gì, chợ quỷ sao? Luồng khí tím hiện rõ là những hình bóng nữ nhân cầm vô số thanh kiếm chĩa về phía trước. Chúc lãng hoảng hốt, đây chẳng phải chỉ là chuyện ma quỷ thôi sao? Ngay lập tức, kiếm linh long huyễn hóa ra vô số kiếm quang lửa cháy đỏ rực đối chọi. Những thanh kiếm lửa tức tốc lao đi, sau đó tấn công vào những hình ảnh nữ nhân đằng trước, lửa bao bọc khắp nơi. Những thân ảnh vung kiếm chống đỡ. Chúc lãng toát mồ hôi hoảng hốt, nhìn chăm chú kiếm linh long hỏa ngân kiếm sao có vẻ như là giao chiến kịch liệt đã kích hoạt hỏa ngân minh văn cái gì thế mà lại là hoàng tuyền minh văn hoàng tuyền kiếm bích huyết kiếm hỏa ngân kiếm hoàng tuyền kiếm không biết còn có thể kích hoạt thêm minh văn nào nữa đây trúc lãng trong lòng vô cùng vui mừng chuyển cảnh đến húc nhật kiếm các một đình viện nhỏ trên đỉnh núi của diêu sơn kiếm tông ngô phong cười đắc ý ha 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 cuối cùng cũng lên được rồi ngồi bên trong đình viện những nữ nhân người bên trong nói vọng ra xin mời ngồi ngô phong chắp tay cùng kính ta là người đầu tiên leo lên núi đúng chứ không biết thời gian leo núi của ta liệu có nhanh hơn những người từng đến thăm diêu sơn kiếm tông không nếu nhân chỉ tay về hướng nam linh sa ngồi sẵn đằng sau người đến tham diêu sơn kiếm tông bọn ta không nhiều chuyện lúc trước thì không nhớ nhưng vị cô nương này nhanh hơn ngươi một chút ngô phong trợn mắt hoảng hốt nam cô nương rõ ràng không phải kiếm sư vậy mà có thể xem kiếm phổ trên bậc thang thấu đáo hơn mình sao thật không đơn giản à lúc này một người nữa bước đến mời cô nương vào trong khiến ngô phong giật mình nhìn lại ngô phong trợn trắng mắt toát mồ hôi suy nghĩ chuyện gì đây thực lực của nhà đầu Thiệu Danh không mạnh bằng mình, vai vế cũng nhỏ hơn mình, tại sao cô ta lại được đón vào trong lều? Ở Diêu quốc, đãi ngộ của nam nữ thật sự có khoảng cách lớn như vậy sao? Chuyển cảnh đến giữa trưa, lúc này Vân Trung Hà cũng leo lên đến, tại hạ Vân Trung Hà, một nữ nhân lạnh lùng nói, mời ngồi bên này, Vân Trung Hà ngây ngốc ngó mặt nhìn sang, nhìn Ngô Phong ngồi như chó trong xó, Vân Trung Hà tỏ vẻ bực tức, sư thúc, chúng ta xa xôi vạn dặm tới đây, không dễ dàng gì mới leo lên được núi, vậy mà Diêu Sơn kiếm tông này lại không xem chúng ta ra gì, hừ hừ cũng không hoàn toàn không quan tâm chúng ta ngươi xem thiệu danh không phải được chiêu đãi niềm nở sao chỉ bởi vì ta và ngô sư thúc là thân phận nam nhi sao trời nóng rực như vậy đến một ngụm nước cũng không được uống đúng là ăn hiếp người quá đáng khi nào nam nhân mới có thể đứng lên đây ngô phong hoảng hốt đừng kích động bình tĩnh bình tĩnh trúc minh lãng đâu tên đó vẫn chưa lên chắc không phải lạc đường rồi chứ hừ hừ hắn không còn tu vi kiếm tù có lẽ xem kiếm phổ có chút mệt mỏi đợi thêm tí nữa đi nửa tiếng sau từng bước chân của trúc lãng đặt lên đỉnh núi Chúc lãng hiên ngang khoanh tay vô cùng thư thái, nhìn về góc xa, Vân Trung Hà cùng Ngô Phong chịu cơn nóng như sắp chết, mắt trợn trắng, miệng không ngừng chảy máu. Chúc lãng giật mình nhìn vào xó xỉn hai người bọn họ, ừ, cái gì? Nữ nhân chỉ tay về hướng hai người bọn họ, mời vào trong ngồi. Chúc lãng nhắm mắt, hắn bước thẳng qua khiến nữ nhân giật mình hỏi chấm. Nữ nhân hoảng hốt nói lớn, quy định của bọn ta, nam nhi không được vào lều. Chúc lãng tay nắm chặt tỏ vẻ bực tức, các ngươi lập quy định của các ngươi, tuân thủ hay không là chuyện của ta. Chúc lãng ngồi đến ngồi bên cạnh Nam Linh Sa nữ nhân tiếp tục nói sao ngươi thua lỗ vậy hả trúc lãng khinh thường đệ tử cấp cao của các ngươi đều đối xử khách khí với ta một mình tiểu kiếm cô nương cũng dám khua tay múa chân với ta sao ở đây là diêu sơn kiếm tông không thể chấp nhận một tiện nam như ngươi ở đây láo xược trúc lãng vô cùng bực tức ánh mắt trở nên sắc lạnh cút vân trung hà cùng ngô phong vô cùng ngưỡng mộ ngầu quá khi khách quá nữ nhân tiếp tục quát lớn ngô phong đường chủ đệ tử môn phái của ngươi cũng là đám không có phép tắc này ngươi không quản thúc sao khụ khụ vị này là tiểu sư đệ trúc minh lãng của ta không phải đệ tử trong lòng ngô phong suy nghĩ quản thúc Chúc minh lãng sao kiếm tôn lão thái công còn quản không nổi ta quản cái mẹ gì chứ quy tắc của bọn ta truyền thừa nghìn năm cho đến khi quy tắc được thiết lập bọn ta sẽ không tổ chức giao lưu kiếm thuật trúc lãng cao mày liếc nhìn hắn suy nghĩ kiếm pháp cũ kỹ nhàm chán nào đó mà không có tác dụng thực sự thì không có gì để giao lưu trúc lãng lên tiếng nói lớn giống đám người suốt ngày làm tổ trong rừng rú các ngươi nên mấy kiếm cô cứ dậm chân tại chỗ mới nghĩ mình là nhân tài xuất chúng trong kiếm tông đơn giản bởi vì các người ít ra ngoài tự cao tự đại hừ khẩu khí mạnh thật ngươi là người thứ hai dám nói năng sằng bậy như thế trước mặt diêu sơn kiếm tông bọn ta những năm gần đây ồ người đầu tiên là ai nữ nhân nói có một kiếm sư tiểu tử tự tiện xông vào sơn môn của chúng ta nhiều năm về trước chỉ bởi vì hắn là con trai của mạnh trưởng môn mới có thể an nhiên vô sự rời khỏi nhưng ngươi thì không ha 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 thật ngại quá người xông vào núi lần đó chính là tại hạ nữ nhân lúc này triệt để hoảng hốt à suy nghĩ gì cơ chúc minh lãng sao hai nữ nhân bên trong bàn tán Trúc Minh Lãng sao? Ta nhớ ra rồi, chẳng phải là con trai của Mạnh Trưởng môn sao? Hình như thực sự là cậu ta. Nghe nói vài năm trước còn xông vào tông lâm của chúng ta, một thân một mình đánh ngã hết tất cả đệ tử, may mà sau đó Ôn Linh Phi ra tay mới đuổi cậu ta xuống núi được, nếu không thì chúng ta thật là mất hết mặt mũi mà. Lúc này nữ nhân kia nhắm mắt thở dài, Ngô Phong Đường chủ, nếu hắn ta đã là sư đệ của ngươi, cũng cùng thế hệ với ta. Vậy thì ra tay lĩnh giáo kiếm pháp của Diệu Sơn kiếm tông các ngươi, nhân tiện chỉ bảo quy cũ của Diêu Sơn tông môn, chắc hẳn không có gì không thỏa đáng đâu nhỉ. Trúc Lãng chơi trò chọc chó, vị sư thái này vẫn là để Trúc Minh Lãng ta dạy cho ngươi về quy cũ của thế giới này thì hơn nó. kẻ yếu thì phải cúi mình, còn kẻ mạnh sẽ là vua, nữ nhân kia nở nụ cười sắc lạnh gian tà, kẻ yếu thì phải cúi mình, còn kẻ mạnh sẽ là vua, được, được lắm, ngay lập tức, à ta cầm thanh kiếm bật nhảy về sau hướng ra sân rộng, xin chỉ giáo, không vấn đề, Chúc Lãng từng bước chậm rãi bước ra, hắn ở người, thi đấu với một người xuất sắc về kiếm đạo như ta, đích thực là rất có ích cho người đó, hừ hừ, ngươi hơi cuồng vọng quá rồi đó, à liền vung kiếm xuất đóng linh lực trúc lãng nhìn chăm chú thắc mắc xem kiếm à ta chỉ kiếm về trước như một con thú tức tốc lao lên trúc lãng bên này khoanh tay bộc phát sức mạnh lửa đỏ rực kiếm khiếu bên ngoài diễu quốc nam nhân ưu tú như ta đều rất phong độ vì ngươi là đàn bà con gái ta sẽ để ngươi nếu như kiếm của ngươi có thể làm ta di chuyển nửa bước thì coi như trúc minh lãng ta thua à nữ nhân toát mồ hôi hoảng hốt thắc mắc bị đẩy lùi về sau à khụy gối không ngừng suy nghĩ đàn bà con gái sao bên này trúc lãng nhớ lại lần trước bị ôn linh phi đuổi xuống núi mất mặt vô cùng. Lần này ta phải thật ngông cuồng, không ngông cuồng thì làm sao gọi là rửa sạch nỗi nhục được? Cũng phải khiến đám nữ nhân của Diêu Sơn Kiếm Tông này tôn trọng nam nhân chúng ta hơn mới được. Trúc Lãng hét lớn, phá cho ta! À trận mắt bất ngờ, hừ, ta ngược lại muốn xem xem cái tên háo sắc chỉ biết nói miệng có thể tiếp được kiếm này của ta như nào. Thanh kiếm của ả à tỏa luồng linh khí xanh toát dữ tợn, kiếm phổ đơn giản trên các bậc thang của các ngươi ta dọc đường học được vài chiêu rồi. Tuy nói lần này là để giao lưu kiếm pháp giữa Diêu Sơn Kiếm Tông và Diệu Sơn Kiếm Tông nhưng ta nghĩ rằng ngươi vẫn chưa đủ tư cách để ta phải dùng đến diệu sơn kiếm thuật trúc lãng đưa tay niệm quyết kiếm thước kiếm linh long bộc phát sức mạnh một trận pháp đỏ rực diễn ra à nữ nhân bên này vội vàng né tránh làm sao có thể thế được kể cả là cường giả giỏi sử dụng kiếm thức kiếm ẩn trong tông môn ngay cả khi giấu kiếm trong bóng tối thì cũng phải để lại dấu vết tại sao mình không thể cảm nhận được gì dù chỉ là một chút dấu vết của kiếm hắn ta chứ chẳng lẽ hắn ta đã đạt đến kiếm ảnh cảnh giới rồi sao khụ 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 lâm đường chủ cậu ta không phải là đang thi triển phi kiếm kiếm thước cậu ta chỉ thu hồi kiếm linh long của mình về linh vực thôi ha 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 con bà nó trúc minh lãng thật là xảo quyệt mà vừa nãy hét lên to như vậy ta thực sự cho là sẽ xuất ra kiếm pháp gì mạnh mẽ trắng lệ lắm không được rồi trúc sư đệ thật giỏi đùa giỡn ta sắp không nhịn được cười rồi trúc minh lãng đã bỏ kiếm tu rồi cậu ấy hiện tại là một mục long sư lâm đường chủ phi kiếm mà cậu ấy điều khiển là kiếm linh hóa long hiếm thấy hợp nhất với tâm trí cậu ấy có thể thi triển hầu hết các kiếm pháp của phi kiếm mẹ nó đúng là đáng ghét mà Hay 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 vừa nãy chỉ đùa giỡn một chút với lâm đường chủ thôi lần này ta sẽ thi triển diêu sơn phi kiếm thuật chân chính đừng chủ quan đó hừ bảng môn tà đạo diêu sơn kiếm tông phi kiếm thuật huyền diệu cao thâm một tiểu tử vừa mới lên núi như ngươi mà lại cho rằng có thể nắm rõ tinh túy của kiếm tông ta thật buồn cười đến cực điểm đúng là hiểu biết nông cạn nhìn cho rõ huỳnh hỏa kiếm của ta đây xem có phải chính tông hay không trúc lãng khoanh tay kiếm linh long huyễn hóa ra vô số kiếm quang đỏ rực bay lơ lửng rào, rào rào một màn lửa đỏ rực dữ dội tấn công đến ả nữ nhân ả à cắn chặt răng hoảng hốt làm sao có thể chứ đây đúng là huỳnh hỏa phi kiếm lại còn là cảnh giới cao nhất huỳnh hỏa phi hà hai nữ nhân bên trong hốt hoảng kinh ngạc trố mắt nhìn kiếm linh long của trúc minh lãng dường như càng mạnh hơn rồi trúc minh lãng này chỉ là nhìn những kiếm phổ trên các bậc thang mà có thể lĩnh hội huỳnh hỏa kiếm pháp tới cảnh giới này sao ngộ tính này thật sự quá khó tin mà ầm 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 một vụ nổ lớn xuất hiện khói đen không ngừng bốc lên lửa rực cháy trúc lãng mỉm cười mạc ta đã cắn nuốt hết cổ kiếm ở diêu sơn kiếm trùng kiếm linh long hiện tại có thể so với thượng vị quân cấp huỳnh hỏa kiếm pháp nhỏ nhoi thật sự là dễ như trở bàn tay lâm đường chủ cẩn thận lần này ta thực sự sẽ dùng kiếm thức đó từ trong màn khói lâm đường chủ răng cắn chặt bực tức ừ tiểu tử khoác lác ai sẽ sợ ngươi chứ à ta trợn mắt đỏ mặt hoảng hốt cái gì nhìn lại thân thể quần áo rách tươm lộ ra làn da trắng hồng mát rượi vào bên trong lều trúc lãng tay chống cầm tươi cười nói hiện tại ta có thể ngồi nơi ta muốn ngồi được không lâm đường chủ hai tay ôm lấy con thỏ mặt ửng đỏ không nói thêm lời nào đúng rồi ô linh phi lần này ta không phải đến để khiêu chiến với đám vô danh tiểu tốt các ngươi lâm đường chủ chết lặng vô danh tiểu tốt sao đúng là giết người bằng lời nói ăn hiếp người quá đáng mà ồ nếu ngươi đã từ bỏ kiếm tu vậy chúng ta không cần phải so tài nữa nữ nhân xinh đẹp này là Ô linh phi trưởng môn diêu sơn kiếm tông trúc lãng hoảng hốt suy nghĩ tình huống gì đây Ô linh phi vậy mà đã thành trưởng môn của diêu sơn kiếm tông rồi sao Ô linh phi nói tiếp hơn nữa trong lòng ta ngươi có thể tranh cao thấp với ta chỉ có sư phụ ngươi trúc tuyết ngấn mẹ nó mùi vị bị xem thường là đây sao theo ta biết diêu sơn kiếm tông có tổng cộng 3 vị trưởng môn một vị có lẽ đi vân du rồi một vị chính là mẫu thân của ta đang tu luyện ẩn giật trong một phòng cạnh thác nước trong tông cách nơi đây rất xa một vị là ôn linh phi ở đây chủ trì giao lưu hội xem ra phía thần cổ đăng ngọc bên đó không có cao thủ gì rồi trúc lãng liền nói lát nữa ngươi tìm thời cơ thích hợp thu hút sự chú ý của bọn họ ta đi trộm ngọc nam linh sa liền đáp được ngô phong nói dù sao ôn trưởng môn đã ở đây rồi vậy giao lưu kiếm thuật có thể bắt đầu được rồi chứ đương nhiên nghe nói quý phái tiêu biểu nhất là 17 kiếm vẫn liệu đường chủ có thể cho bọn ta xem một chút được không ngô phong lắc đầu lia lịa giơ tay nói cái này mặc dù ta cũng là đấu kiếm pháp nhưng những chiêu thức mà ta dùng lại không thuộc về kiếm vẫn kiếm pháp hay là để tiểu sư đệ của ta thể hiện cho mọi người xem đi trúc lãng liền phụt nước hoảng hốt cái quỷ gì vậy mình đang nghĩ cách thoát thân để trộm ngọc mà có thể đừng hại ta nữa được không ta không có tu vi không thi triển được ngô phong cười tự tin nhìn trúc lãng cứ chạy kiếm pháp có hiệu quả hay không cũng không sao. Ôn Linh Phi nói, Trúc Minh Lãng dùng được mấy kiếm, Ngô Phong lắc đầu đảo mắt quang lựu đạn, cậu ta có lẽ dùng được 12 kiếm. Ngô Phong nhìn Trúc Lãng trong lòng suy nghĩ, thế nào tiểu sư đệ, sư huynh cho ngươi cơ hội thể hiện rồi đấy, dù sao Ôn Linh Phi này không xem ngươi ra gì, vậy ngươi lộ món nghề cho cô ta xem đi. Lời nói của Ngô Phong khiến quái vật ba đầu vô cùng ngưỡng mộ Trúc Lãng, 12 kiếm sao, mạnh quá vậy, chạy kiếm thức không có ý nghĩa gì cả, chẳng khác gì múa kiếm hoa, bà cha nó, xong rồi, này, đồng đội heo, Đồng đội heo, Linh Sa bất ngờ đứng dậy, "Để ta, ha ha, vẫn là tiểu di tử hiểu lòng ta, cô nương là họa sư sao, trưởng môn? Linh Sa cô nương từng sử dụng kỹ năng hội họa thi triển kiếm vẫn kiếm pháp đánh bại Vân Trung Hà, ồ, nếu đã như vậy, vậy chúng ta hãy chờ xem, Linh Sa cô nương, mời." Ngay lập tức, nam Linh Sa tung bút pháp lên không, cây bút xoay tròn tỏa ra linh lực tím ngắt dao động, sau đó khói bụi bốc lên, những ngọn lửa tím tỏa ra xung quanh. Nam Linh Sa giơ tay thi triển, nàng phất nhẹ tay xuống, luồng linh khí tím to lớn liền tức tốc lao đi tấn công đám nữ nhân chăm chú nhìn vào trận đấu oa à, lợi hại quá trúc lãng bên này không ngừng rón rén bước đi sau một lúc đến trước một tòa lầu cao chính là ở đây rồi không ngờ thuận lợi như vậy xem ra ý thức phòng bị của diêu sơn kiếm tông không mạnh chỗ này đến người bảo hộ cũng không có đúng là trời giúp mình rồi trúc lãng lập tức nhảy lên trên nóc tòa tháp nhìn bảo vật trên đỉnh tòa tháp bạch khởi liền thi triển càng khôn tàng nặc chi pháp bộc phát ra nguồn sức mạnh vàng óng tỏa ra xung quanh sau một lúc trúc lãng khoanh tay cười đắc ý hư hừ hừ, trộm xà thay cột hoàn thành bất ngờ tòa tháp chấn động khiến thân thể trúc lãng không đứng vững ừ cái gì vậy trúc lãng cùng bạch khởi xoay người nhìn về hướng trận đấu một cột ánh sáng tím từ trên trời giáng xuống uy lực cực mạnh cô em vợ giữ như vậy luôn sao đoán chừng cũng sắp biểu diễn xong rồi ta phải nhanh chóng quay về thôi bạch khởi chúng ta rút thôi ngay lập tức trúc lãng cùng bạch khởi quay trở về phù 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 nam linh xa lau vội mồ hôi đám nữ nhân xung quanh vỗ tay tán thưởng lợi hại quá lợi hại quá trúc lãng giơ tay vỗ thật mạnh hắn không muốn mỏ hay quá kiếm pháp của diêu sơn kiếm tông quả nhiên là tuyệt nhất phù phù may là duy trì được linh sa cô nương đúng là lợi hại trúc lãng góp mồm múa mỏ dùng cũng là kiếm pháp của diêu sơn kiếm tông đó ngô phong cùng vân trung hà thộn mặt suy nghĩ toàn bộ diêu sơn kiếm tông người mà có thể thi triển trên 10 kiếm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay nam cô nương là một họa sư chỉ quan sát kiếm viên trận vài ngày vậy mà lại có thể thi triển được 12 kiếm có để người khác sống hay không đây quái vật cô ấy và trúc minh lãng đều là quái vật hết linh sa cô nương lần đầu tiên cô chỉ có thể dùng bốn kiếm lần này thế nhưng lại có thể một hơi thi triển tới 12 kiếm, đoán chừng bất kỳ thần phàm ý cảnh nào của thiên hạ này cũng đều không làm khó được cô rồi. Linh Sa mỉm cười, ngươi thua rồi, cái gì? Trúc Lãng ngây ngốc suy nghĩ, à, đang nói đến chuyện ai lên núi trước sao? He he xác thực là vậy, ta thua rồi, hẳn là vì ta lỡ đi vào kiếm chủng. Thôn phệ kiếm hồn nên chậm trễ mất, chẳng qua chỉ là thua cô em vợ họa sư, cũng không tính là chuyện gì mất mặt cả. Và lại thần phàm giả càng về sau thì càng giống như là người làm công, tiếp sau đây nên đến Diêu Sơn kiếm tông thể hiện rồi chuyển cảnh đến triều tà ngày hôm nay quan sát quả thực vô cùng có ích với tông môn của ta qua vài ngày nữa chúng ta cũng sẽ cử một vài đệ tử đến diệu sơn kiếm tông học tập cảm tạ diệu sơn kiếm tông các vị kiếm sư thẳng thắn giúp đỡ chỉ dạy trúc lãng cùng nam linh xa cuối người hành lễ sắc trời cũng sắp tối rồi chúng tôi biết quy củ của diêu sơn kiếm tông nên xuống núi trước ồ quy củ là do con người đặt ra diêu sơn kiếm tông những năm qua quả thực có chút khép kín từ khi ta bắt đầu chấp trưởng liền dần dần thay đổi từng chút một vậy nên chúc lãng toát mồ hôi hoảng hốt trong lòng không ngừng lo lắng, có ý gì vậy? muốn ngủ lại sao? không được không được, khó khăn lắm mới trộm được thần cổ đăng ngọc, vẫn là nhanh chóng chuồn xuống núi thôi, tuyệt đối không thể ngủ lại. một nữ nhân bất ngờ lên tiếng, trưởng môn, chúng ta từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ để nam nhân ngủ lại ạ. À? ôn linh phi nói, đã chạng vạng tối, kiếm sư của diệu sơn kiếm tông thi triển kiếm thuật cả ngày cũng mệt mỏi dã rời, lúc này lại để mọi người xuống núi thì cũng quá bảo thủ và không hợp lý rồi. ôn linh phi này quả nhiên là không giống với đám kiếm cô này, xem ra mình phải làm cách trái ngược rồi. Trúc Lãng liền tỏ ra khuôn mặt nham nhở, muốn ngủ lại sao? Quá là tốt rồi, vẫn luôn nghe nói nữ đệ tử của Diêu Sơn kiếm tông thơm tho dễ chịu, cho dù chỉ ngồi một chỗ thì hương thơm có thể cũng khiến người ta ngây ngất. Huống chi là sau khi tắm gội thay y phục, ôi, cuối cùng cũng hoàn thành được mộng tưởng lớn nhất đời này của ta, qua đêm tại Diêu Sơn kiếm tông rồi, cái tên lưu manh thối này, thì ra ngay từ đầu đã có suy nghĩ này, trưởng môn, làm sao có thể để cái tên háo sắc này qua đêm ở Diêu Sơn kiếm tông chứ, mau để bọn họ xuống núi đi. Ngô Phong bất ngờ cúi người hành lễ nói, ôn trưởng môn nam nhân vũ quốc chúng ta đều rất có phong độ diêu sơn kiếm tông đã định ra quy tắc như vậy chúng ta tất nhiên sẽ không vượt quá giới hạn nhưng nếu chư vị đến diệu sơn kiếm tông chúng ta làm khách chúng ta sẽ vô cùng hoan nghênh ôn linh phi tiếp lời nếu như đa số kiếm sư ở diệu sơn kiếm tông đều giống như ngài ít nhất về tâm cảnh thì đều đã vượt qua được phần lớn nữ kiếm sư tâm cao khí ngạo của diêu sơn kiếm tông rồi he 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 ngô phong sư huynh lúc này đây huynh đừng cố tỏ ra lịch thiệp gì nữa huynh mà quay về nói với các đường chủ khác là huynh đã qua đêm ở diêu sơn kiếm tông bọn họ nhất định sẽ đều hâm mộ huynh á ôn trưởng môn ngài kiên trì thêm chút nữa đi chúng ta thật ra rất muốn ngủ lại à thiệu danh bất ngờ nói tiểu sư thúc cho dù đây là những suy nghĩ trong nội tâm của ngài thì cũng đừng có mà nói to thế chứ mất mặt quá đi mất hay hay có gì mà mất mặt chứ yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu chẳng phải những nam tử từ xa xôi nghìn dặm kia đến diễu quốc cũng chính là để theo đuổi nữ nhân sao ôn linh phi mặt xám xịt nếu đã như vậy thì để cho linh điểu mà chúng ta nuôi dưỡng đưa mọi người xuống núi về nước đi vậy chúng tôi không làm phiền các vị nghỉ ngơi nữa cáo tử một nữ đệ tử nói nhỏ vào tai ôn linh phi chuyện gì đó trúc minh lãng âm thanh gọi lớn khiến trúc lãng giật mình ngươi ở lại trúc lãng toát mồ hôi suy nghĩ không ổn chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao làm sao mà nhanh thế được hè 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 ôn trưởng môn hồi tâm chuyển ý rồi sao quá tốt rồi ta đang muốn cùng các vị sư tỷ sư muội thảo luận kiếm thuật suốt đêm này ừ là mạnh trưởng môn cho mời trúc lãnh bất ngờ cái gì mẫu thân cuối cùng cũng nhớ tới đứa con trai bảo bối này rồi sao bên trong căn nhà nhỏ bên cạnh thác nước lớn nói đi người ngồi trên ghế là mạnh băng tử mẫu thân của trúc minh lãng trưởng môn diêu sơn kiếm tông nữ tử đằng sau tên mạnh hàn vũ dưỡng nữ của mạnh băng tử mẫu thân hắn nói lấy thần ngọc để làm gì trúc lãng đứng lặng ngây ngốc chập quả nhiên là không thể qua được mắt của mẫu thân trúc lãng lạnh lùng nói cứu người ngọc có thể cho con lời nói của mẫu thân khiến trúc lãng bất ngờ nhưng con phải thay ta làm một chuyện làm chuyện gì chứ đi làm rể trở thành phu quân của lạc thủy công chúa trời má cái quỷ gì thế ép hôn sao dựa vào cái gì phải bán rẻ vẻ đẹp anh tuấn tư sái của mình chứ chúc lãng mắt long lanh quỷ xuống cái đó mẹ người mà con cứu là vợ của con chính là vợ của con trai mẹ đó mẫu thân hắn nói miễn là con trở thành con rể của công chúa có kết giao với công chúa lạc thủy hay không là chuyện của con thành hôn trước rồi trốn hôn sau sao sao cứ cảm giác giống thao tác của mẹ nhỉ không được tốt lắm đâu trái với đạo lý hừ hừ vậy cứ tu hành trong núi 10 năm ta sẽ đốc thúc con trúc lãng xám xịt mặt suy nghĩ bà mẹ vô tình hèn chi đến ông bố mùm mép láo lỉnh cũng không giải quyết được hắn liếc nhìn ra ô cửa sổ đang mở dù sao đồ vật đã có trong tay chỉ cần rời khỏi diêu sơn kiếm tông vậy thì trúc lãng liền nhảy vội ra tạm biệt mẹ hôm nay con phải đi xa mẫu thân hắn liền đưa tay thi triển chiêu thức trúc lãng trợn mắt dài mồm hoảng hốt mẹ nó trước mặt trúc lãng là một thanh thủy kiếm được hình thành từ nước trong dòng thác chỉ mũi kiếm sắc nhọn hướng đến trời má cảnh giới này của mẹ không biết đạt đến cảnh giới nào rồi xem ra chạy không nổi rồi hè 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 mẹ con về rồi đây trở thành rể ngọc trả lại con diêu sơn kiếm tông sẽ không truy cứu chuyện con trộm ngọc nữa nếu con chỉ thành phò mã nhưng không làm phò mã được không được trúc lãng liền tỏ ra lém lỉnh ok vậy không vấn đề mẫu thân hắn liếc nhìn sau khi chuyện thành ta sẽ nói cho con biết tung tích của viên thần cổ đăng ngọc còn lại được được trúc lãng suy nghĩ mẹ vẫn luôn không hiểu thế sự tại sao lại để tâm lạc thủy công chúa như vậy lẽ nào lạc thủy công chúa có điểm gì đặc biệt sao hàn vũ tiễn trúc công tử xuống núi vâng chuyển cảnh đến quốc đô của diễu quốc Chúc Lãng liếc nhìn Hàn Vũ đi theo sau giữa phố lệ đông đúc, Ê, ngươi không quay về sao?" Hàn Vũ lắp bắp, "A." À, Chúc Lãng liền nói, "Dù sao cũng là người một nhà, một chút tín nhiệm cơ bản cũng không có sao. Bà chủ, lấy ta một phòng." "Được được." Vào bên trong phòng, ngồi trên ghế, tinh họa cùng Nam Linh Sa đi đến, "Công tử quay về rồi, sao mặt mày ủ rũ thế?" "Các ngươi đừng nhắc nữa, mẹ ta bảo ta làm rể trở thành phu quân của Lạc Thủy công chúa, nhưng có thể không thành hôn với cô ấy, nếu như việc thành." Diêu Sơn kiếm tông không những không truy cứu tội trộm ngọc còn nói cho ta biết tung tích của viên thần cổ đăng ngọc còn lại à há vậy chẳng phải chuyện tốt đó sao vân tư khỏi bệnh ít nhất cần bốn viên thần cổ đăng ngọc một viên thần cổ như này có tác dụng gì sao tinh họa nói rất rõ ràng tình trạng của vân tư không những đã bình phục mà hình như tu vi còn tiến bộ rất nhiều ta nghĩ đây hẳn là lý do tổ mẫu bảo chúng ta đi tìm thần cổ đăng ngọc cổ ngọc có thể nâng cấp tu vi của chúng ta vậy thì được ngày mai đi công chúa phủ một chuyến có điều các ngươi phải làm chứng cho ta ta là vì thần cổ đăng ngọc mới đi làm phò mã tuyệt đối không thể muốn sắc đẹp của lạc thủy công chúa đó được được vậy những ngày này trúc lãng phải biểu hiện thật tốt nhé những người phụ nữ ở diễu quốc đều rất kén chọn úi rời vũ sa cô nương yên tâm nam tử khác có xuất sắc như nào thì cũng chỉ như đom đóm nhỏ anh rể của cô là ta đây như là trăng sáng trên không chiêu sang khắp cửu châu không có thiếu nữ hoài xuân nào không trung tình không si mê đến lúc đó vũ sa cô nương phải kiểm soát bản thân thật tốt đừng ý loạn tình mê dù sao mọi người cúi đầu không gặp ngẩng đầu cũng gặp chỉ sợ làm tổn thương lòng tốt của vũ sa cô nương Vũ Sa vô cùng hoảng hốt, chưa từng gặp qua người nào mặt dày vô liêm sỉ như ngươi, hừ hừ, ngươi ý loạn tình mê với ta sao, sau này ngươi dám nhìn ta, ta lập tức móc mắt ngươi, ha ha ta chỉ đang tìm thân ảnh của Vân Tư, dù sao thấy vật nhớ người, còn thấy vật nhớ người sao, ngươi, ngươi đúng là đồ bội bạc, tinh họa suy nghĩ, cảnh tượng này hình như đã gặp qua rồi, có vẻ như một lời tiên tri nào đó đã nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Chuyển cảnh đến phủ công chúa, hôm nay phủ công chúa kén rể, mong các vị công tử hãy bình tĩnh, đừng nóng nảy, từ đây, lần lượt chỉnh ra bái thiệp để vào phủ từ trên cao đôi cánh của thanh trác to lớn tỏa ra linh khí thanh trác cùng trúc lãng đáp xuống trước mặt đám người đông đúc tránh sang một bên tránh sang một bên tên con nhà giàu nào từ đâu tới đây thế mà lại ra vẻ ta đây trước phủ đệ của công chúa không biết là công chúa ghét nhất loại người này sao hừ nghe nói là đến từ hoàng đô vậy thì sao nào phàm là nam nhân đến diễu quốc thì đều phải kính nể ba phần trúc lãng chắp tay cung kính trúc môn trúc minh lãng đến bái phỏng, lão già dâu dê đằng sau nhìn trúc lãng vô cùng bực tức có hiểu phép tắc không vậy hứa công sơn chúng ta trình bái thiệp trước các ngươi đến sau thì xếp hàng đi trúc lãng bất ngờ liếc nhìn về sau hứa công sơn là thứ đồ chơi gì vậy hàn vũ ném tên này và hộ vệ của hắn ra ngoài đi hàn vũ đứng ngây ngốc hàn vũ cau mày suy nghĩ tên nhãi trúc minh lãng này coi mình là người đánh thuê hả trúc lãng mặt gian tà che miệng nói nhỏ ta đã cố gắng để ứng làm con rể rồi cô phối hợp một chút đê nếu mà làm hỏng chuyện cô trở về ăn nói như nào với mẫu thân chứ hừ hừ hàn vũ liền rút vội thanh kiếm xoẹt xoẹt Hàn Vũ chém một đường kiếm lóe sáng, cút, luồng kiếm được chém ra khiến tên giả dê té ngửa ra sau, đám nam nhân xung quanh bàn tán, đây chẳng phải là kiếm sư của Diêu Sơn Kiếm Tông sao, tại sao lại đi làm nền cho vị công tử trúc môn này chứ, kiếm sư thật lợi hại, chỉ là cũng thật tiếc cho Hứa Công Sơn này, chưa vào cửa thì đã bị đuổi đi rồi, Trúc Lãng xoay mặt nhìn đám người nói lớn, không còn ai cản bổn công tử lại nữa rồi nhỉ, đám người bên dưới đứng lặng không dám hé nửa lời. Mạnh Hàn Vũ, ngươi trong chừng ở đây, đem những người phía sau bổn công tử đều đuổi hết đi, Hàn Vũ trong lòng vô cùng bực tức, một nữ nhân tiến đến, "Công tử, ngài làm như vậy thì Lạc Thủy công chúa sẽ không hài lòng đâu, ngươi là công chúa sao?" "Ta, ta đương nhiên không phải." "Ồ, vậy ngươi ở đây khua chân múa tay làm gì? Công chúa chẳng phải thích yên tĩnh sao? Ta chỉ là tặng cô ấy một ngày hội kén rể thật yên tĩnh thôi, chẳng qua nếu có người đánh thắng được hộ vệ của ta, thì tự nhiên là có thể đi vào cạnh tranh với ta rồi, ta đi xin chỉ thị của công chúa, hai người đi cùng chúc công tử vào nhập tiệc đi." "Tuần lệnh." Nữ nhân suy nghĩ, cái tên bao cỏ đến từ hoàng đô này dựa vào thân phận cao quý mà ức hiếp người quá đáng, đợi công chúa đến cho ngươi biết mặt. Vào bên trong một căn phòng lớn, nữ nhân lên tiếng, "Công chúa thích thơ, các vị trong lúc chờ đợi làm một bài thơ thử xem, xem đó như là ấn tượng đầu tiên." Trúc Lãng ngậm bút suy nghĩ, kiểm tra tài văn chương sao, xem ra Lạc Thủy công chúa này là đang muốn lọc bớt những tên nhà giàu bao cỏ không biết chữ. Mặc dù ta không giỏi viết thơ lắm, nhưng cũng không đến mức không viết ra được. Hử? Ừ, Trúc Lãng liếc nhìn tên bên cạnh giật mình, đều là giấy trắng mực đen những thứ mà ông ta viết ra thế nhưng lại mang lại cho người khác khí thế của cọp trầu rồng cuộn dường như là sen lẫn vào một sức mạnh đặc thù là một loại thần phàm sao còn có người phía bên trái mình này chỉ là người đi theo thôi mà đã làm mộc long sư thực lực mạnh mẽ người này nhìn có vẻ thâm sâu khó dò xem ra phải thăm dò một chút mới được trúc lãng cười nói vị lão ca này tuổi cũng không nhỏ nhỉ tại sao còn tranh công chúa với mấy người trẻ tuổi chúng ta chứ lão ta là đồ văn hạ đồ quốc nói ra thì lại hổ thẹn ta một mực bận rộn quốc sự chưa từng đón dâu vừa hay những năm này quốc gia ổn định đi thăm tứ xứ thì đến diễu quốc nên cũng muốn thử một chút tại hạ trúc môn trúc minh lãng xin hỏi danh xưng của các hạ đầu quốc đầu văn hạ đầu quốc sao có vẻ ta chưa từng nghe qua nó ở vị trí nào vậy đồ văn hạ cười nói chúc công tử chưa nghe qua thì cũng rất bình thường ta vừa mới đổi quốc hiệu bỉ nhân tài sơ học thiền không đặt được quốc hiệu nào tao nhã nên dứt khoát đặt theo họ đồ của ta Hùng, trúc lãng vút cằm nhưng trong lòng hắn vô cùng hoảng hốt khá lắm đúng là một kẻ lợi hại để tên quốc gia theo họ ông ta xem ra ông ta chính là liệt quốc giả người đi săn quốc gia trong số các mục long sư nghe đồn trong cực đình vương triều có một vài đoàn thể mục long sư đỉnh cao bọn họ buôn tẩu đến các quốc gia lớn đánh chiếm thành trì tứ xứ chiếm giữ lãnh địa chu hoạch đảo chính chiếm lấy toàn bộ quốc gia cho riêng mình kẻ ăn trộm lưỡi câu thì bị trừng trị còn kẻ cướp nước thì lại trở thành người cai trị có một vài liệt quốc giả sau khi săn được quốc gia sẽ khiến cho những quốc gia vốn không có trật tự này trở nên trật tự hơn hẳn lại có một số liệt quốc giả sau khi vét sạch tài nguyên liền rời đi để mặc cho quốc gia đó trở nên suy bại, chẳng trách, đến hồ về bên cạnh người này cũng đem lại một cảm giác áp bức mạnh mẽ cho người khác. Đến liệp quốc giả cũng đều xuất hiện rồi, kén rể thôi mà phải chèn ép đến như này sao? Từ xa, một trung niên xuất hiện, khuôn mặt bực tức, uy nghiêm trưởng môn, lão ta hét lớn, chúc môn là thằng chó nào, chúc lãng hai tay chắp lại, chính là tại hạ. Lão liền bước vào, lần sau tìm người trong cửa thì tìm người nào lợi hại chút, Hàn Vũ vô cùng bực tức đi phía sau chỉ tay nói lớn, ngươi ra đây cho ta, chúng ta đấu lại, chúc lãng suy nghĩ, Người đàn ông này thực sự đánh bại Mạnh Hàn Vũ cô nương sao? Quả thực lợi hại, cuộc cạnh tranh này ngày càng quyết liệt rồi. Bỏ đi, người ta có bản lĩnh, vào thì vào thôi." Hàn Vũ quát lớn, "Liên quan gì đến ngươi?" Lão chắp tay cung kính với Hàn Vũ, "Cô nương về núi tu luyện thêm mấy năm nữa đi, kiếm pháp của cô vẫn còn rất thô." "À không, đừng luyện nữa, vốn đã lạnh như băng rồi, không có chút mùi vị của con gái, luyện thêm mấy năm nữa e là đến vị người cũng không có." Trúc Lãng che miệng cười đắc ý, nói nghe cũng có lý, Hàn Vũ tức giận tay nắm chặt, "Ngươi chúc lãng tiến đến nói nhỏ vào tai hàn vũ này dù sao ngươi coi hắn là đối thủ hắn lại không coi ngươi là người ngươi còn dây dưa với hắn làm gì cũng đúng lười quản hắn cầm tờ giấy lên nghiêm uyên hoảng hốt tại hạ trưởng tông nghiêm uyên chúc môn ngươi viết thơ cho ta đi ta sẽ không so đo chuyện ngươi phái người chặn cửa nữa chúc lãng cười khổ suy nghĩ như vậy cũng được sao vậy còn thi thơ cái gì chứ trưởng tông chỉ biết dùng nắm đấm không biết dùng bút sao lão chỉ tay hét lớn ngươi có viết hay không viết chúc lãng liền viết tặng cho hắn một từ con miệng nó ngươi muốn chết sao ai ra hóa ra ngươi biết chữ sao nữ nhân liếc nhìn nghiêm uyên nói im lặng không được đánh nhau trong phủ công chúa lão liền sợ hãi vâng vâng còn nữa đã tới thời gian nổ cuộn chuyển cảnh đến một tiếng sau nữ nhân tươi cười đọc lớn những người được đọc tên ở lại gặp mặt với công chúa những người khác có thể về đợi trận chiến cuối cùng may mà tên liệp quốc kia không có vào vòng trong ngược lại cái tên nam nhân có vẻ ngoài thư sinh thì ở lại có lẽ là vì bút văn của hắn tốt nhưng rõ ràng mình cũng chỉ viết thơ soàng vậy mà cũng được chọn là chuyện gì đây vào bên trong phòng công chúa, những người ở lại ngồi trên ghế tạo thành một vòng cung, đối diện là một bức bình phong che lại. Công chúa đã ra đáo, mời các vị công tử tỉnh hậu. Nếu nhân xoay người nhẹ nhàng kéo bức bình phong ra, xuất hiện bên trong là Thủy Lạc công chúa yêu kiều đang rót từng chén trà. "Công tử, mời, từng người từng người cầm trên tay là một chén trà nhỏ." Thủy Lạc công chúa nói, "Mời các vị uống trà." Đa tạ công chúa, "Công tử có kiếm pháp giỏi, làm thơ lại hay, nét bút cũng rất đẹp." Trúc Lãng ngây ngốc đang nói mình, "Sao công chúa biết mình biết kiếm pháp?" Lạc Thủy công chúa nói tiếp, ở diêu kiếm tông câu nói kẻ yếu thì phải cúi mình còn kẻ mạnh là vua của công tử đúng là khiến người ta ấn tượng sâu sắc hóa ra hôm ấy công chúa cũng ở đó sao diêu sơn kiếm tông và diệu sơn kiếm tông luận kiếm 10 năm khó gặp một lần tất nhiên sẽ không bỏ lỡ chỉ là bên cạnh trúc công tử đã có một người phụ nữ xinh đẹp như vậy tại sao còn đến phủ công chúa nho nhỏ này của ta trúc lãng vuốt cầm lo lắng người cô ấy nói chắc là nam linh Sa nhỉ phiền phức rồi mình bị xem thành cha nam ăn trong bát nhìn trong nồi rồi nữ tử diễu quốc tuyệt đối không cho phép nam tử chân trong chân ngoài với những cha nam chắc chắn sẽ bị phỉ nhổ trúc lãng hoảng hốt lạc thủy công chúa người đừng hiểu lầm vị nữ họa sư đó chẳng qua là thần phàm giả trong đội mục long sư của ta thôi ta và cô ấy rất trong sạch lạc thủy công chúa bất ngờ nói nhỏ vào tai trúc lãng ta nhớ hôm đó đến nỗi mấy vị thành nữ có sở thích đặc biệt đều nói với ta rằng bọn họ bị mê hoặc bởi vì họa sư đó dưới mạn che mặt của cô ấy chắc chắn dung mạo rất xinh đẹp đúng chứ công tử sánh bước bên cô ấy trước giờ chưa từng rung động sao cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nếu thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký cảm ơn các bạn